Kìa, có một bạn chạy qua kìa anh em, chạy qua này. Ê, chạy chạy với chúng tôi hả? Thường rồi mình cũng không có cần phải lo. Đấy, một thanh niên nè, dễ ăn chưa? Còn nữa anh em, còn thanh niên nữa kìa. Shop gangnguyen.net, shop Aquifer uy tín chất lượng. Shop có những mùa quay kim cương may mắn. Với 18.000 các bạn sẽ có cơ hội trúng đến 20.000 kim cương. Còn gì kim cương thì trong vòng 30 giây luôn. Và nếu như các bạn muốn tìm chỗ uy tín để mà quay kim cương thì đã đến ngay với shop gangnguyen.net nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Gà Nguyễn Gang Me của mình nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn 5 cái góc bắn leo ganh tử chiến đảo quân sự 2.0 nha. Cái chỗ đầu tiên thì mình sẽ đặt con keo ở giữa cái này rồi mình sẽ nhảy lên đây. Đấy, cái thanh niên này nhảy theo mình nè. Anh em chạy theo mình nha, nhảy lên đây. Xong rồi các anh em ngồi xuống, anh em đi coi bông keo này nè, rồi anh em nhảy lên đây. Đấy, chỗ này thì mình em có thể đứng lên bắn cover cho tem nha. Đó, cover ghê chưa? Chưa gì hết là hai bầu mình nó chích queo rồi. Nói chung á thì chỗ này thì team phải kết hợp nữa, giao tranh ở ngoài đây thôi chứ đừng có giao tranh trong đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo, anh em mình sẽ ngồi ở đây nha, mình ngồi đợi nó công cho mình. Kìa kìa, thanh niên chạy coi kìa. Đây chạy đó. Chạy đâu đó bạn ơi? Đấy, một thanh niên bên kia đang bắn qua nữa. Ê từ từ từ. Bụi cỏ anh em, biến thành bụi cỏ bắn không được đâu, để mình hồi máu cái. Không có gì mà phải vội vàng hết, mình ở đây nó đâu có bắn mình được đâu mà. Kìa, mình thấy thanh niên bên góc cột rồi kìa anh em. Nhưng mà không có sao, mình không có sợ nó đâu. Nó qua thì mình chơi khô máu với nó luôn. Tại vì mình ngồi dưới đây á, nó bắn mình không có được đâu. Kiểu gì nó chạy qua thì mình vuốt tâm cái là nó hết sọt nó liền. Kìa, núp theo bức tường nè. Còn một bugger laser đang núp ở sau cái trụ này nữa nè mấy bạn ơi. Úp ở đây để tôi đưa cho bạn về sớm chút nha. Ồ, để tôi đưa cho bạn đi vô, mất công bạn chạy bo mệt nữa. Chạy vô bạn, chạy vô nè. Ôi, không lên đầu được, thanh niên chạy mất tiêu rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ vô bo nha, bo nó tới nơi rồi. Để canh me quất cái thanh niên bên đây cái mới được. Để chạy bo đi bạn, chạy bo đi. Đúng rồi. Ê, còn thanh niên đâu rồi? Bắn tôi nè, còn đúng 8 máu luôn anh em à. Bước bắn thứ hai của chúng ta chính là ở cái map khu dân cư nha mấy bạn. Map khu dân cư bên đây thì mình sẽ đi đâu? Các bạn sẽ mua cái súng trường rồi các bạn lên cái nhà lờ này cho mình nha. Đó, bạn sẽ chạy lên nhà lờ này. Chạy thật nhanh ra ngoài đây có cái bánh xe nè anh em. Đó, anh em nhảy lên bánh xe này nha. Ở đây nó có cái cục này nè. Là cái này núp bắn cô bò tầm xa cho tem. Đây, có một người, mình thấy một người đây. Một em này. Để gạt luôn anh em ơi, lấy kill. Đâu rồi, ok. Còn nữa anh em. Vâng, và lại không làm mất thời gian quý báu của các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái góc bắn kế tiếp nha. Góc bắn thứ ba. Góc bắn thứ ba của chúng ta thì ở cái map làng thông nha. Map làng thông thì mình sẽ đi đâu đấy mấy bạn? Mình sẽ chạy thẳng lại đây luôn. Anh em chú ý là cái bên này nó không có cái nhà lờ cho nên anh em chạy thẳng ra đây luôn nha. Thẳng ra đây thì nó sẽ có một cái bánh xe đây nè, mình sẽ nhảy lên bánh xe này. Nhảy lên đây rồi đó thì chỗ này nó có cái cục nè mấy bạn. Các bạn ngồi xuống đây đấy. Mình ngồi xuống đây thì mình có thể bắn mấy thanh niên nó trên nóc nhà bên kia rồi mấy bạn, hoặc nó chạy khơi khơi dưới đất á. Còn ở bên tay trái của mình thì nó có cái cục này che sát thương rồi, mình cũng không có cần phải lo. Đấy, một thanh niên nè. Dễ ăn chưa? Còn nữa anh em, còn thanh niên nữa kìa. Đó, lụm liền hai thanh niên trên một cái nóc nhà luôn. Cái góc bắn này thì ở bên trái thì mình có cái cục này nó che lại rồi, mình cũng không có lo. Ở phía sau thì phía sau làm gì có địch đâu mà sợ đúng không? Còn ở bên phải thì mình cũng nhìn thấy hết trơn rồi, cho nên chỗ này mình thấy nó cũng khá là ok đó nha. Nãy giờ các bạn xem video tới đây rồi mà cảm thấy mến mình thì hãy cho mình xin một like nha. Còn bạn nào mà cảm thấy ghét mình thì đăng ký kênh nha. Nãy giờ các bạn chơi vậy chứ. Nếu các bạn thấy không thấy quý mến mình thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để giúp cho kênh mình sớm đạt ước mơ của mình là 100k sub nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn một thanh niên cuối cùng nữa, không biết thanh niên trốn ở đâu mà kỹ thế. Thanh niên núp bụi lông thần trưởng nè. Thanh niên này cho đề đi đấu giải là ok lắm luôn anh em. Có tương lai đi đấu giải map lớn nè. Map lớn, map rất là VIP đó anh em. Cái map mà người ta khinh thường cái tử chiến như mình nè bạn. Người ta kêu tụi mình là bọn tử chiến rồi đó, các kiểu đó. Thôi ok, không nói chuyện đó nữa. Thanh niên cuối cùng đó coi. Trên nóc nhà, thanh niên này quyết định là lên nóc nhà bắt con gà như mình nữa. Mình gà lắm bạn ơi, lên đây nè bạn. Ui, đậu xanh. Thanh niên này kiểu gì cũng chết chứ mình chân. Lũ đàn nè, tao mới coi clip 5 nổ xong thì bị tới công chuyện mà với tao rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đến với góc bắn kế tiếp nha mấy bạn, góc bắn thứ tư của ngày hôm nay. Bắn thứ tư thì mình sẽ đến với cái đài quan sát nha. Đài quan sát này mình sẽ chạy lên đây nè mấy bạn đi theo mình nha. Chỗ này nó có hai cái cục gỗ nè, anh em nhảy lên đây cho mình. Đó, nhảy lên đây luôn, đó. Trên đây thì tem bạn nó sẽ không có thấy mình đâu, mình sẽ quay ngược lại. Đợi tới khi nào mà có thanh niên nào nó chạy ngang nó qua nó bắn tem mình nó cong qua thì mình ở đây mình thấy nó mình bắn nó được. Cứ việc ngồi ở đây mà chờ thời thôi không sao hết.
không ai thấy mình đâu các bạn yên tâm nha, mình đang ẩn thân chi thực rồi. Khi nào mình ngồi ở đây mà mình bắn nó thì nó mới để ý mình, còn mình không bắn nó thì nó không có biết mình đâu. Cho nên em cứ việc ngồi ở đây im lặng cho mình, ngồi ở đây chờ thời thôi, khi nào nó công qua bầu mình thì mình lụm kêu nó liền. Đấy, có một thanh niên ngồi dưới kia nó kìa, ngồi đó nó thấy nó bắn tôi đi nghe không? Đúng rồi, công đó bạn ơi, để mình đây mình hỗ trợ cho. Đây, đó, hỗ trợ ghê chưa mấy bạn? Các bạn thấy tôi hỗ trợ có ghê không? Hỗ trợ một phát một là lụm được kill luôn. Hỗ trợ kiểu này mấy thằng tem đồng đội tôi nó chắc nó đang nói là thôi mày đừng có hỗ trợ tao nữa. Ôi đậu xanh, thanh niên kia thấy tôi anh em. Tại nãy tôi bắn đó chứ thôi cũng không thấy tôi đâu. Nãy tôi bắn có tiếng động rồi, nên thanh niên mới để ý mới thấy á. Rồi rồi, tới công chuyện thanh niên rồi. Chạy đâu? Chạy đâu? Ôi ghê thế. Chạy nhanh thế nha. Mày khỏi chạy nữa, tao cho mày bò luôn. Cho mày bò luôn nè. Bò đi, chạy chi cho nó mệt. Rồi ok, mình sẽ đến với cái góc bắn cuối cùng. Cái góc bắn này mình thấy nó rất là bá đạo luôn á, cho nên mình mới để cuối cùng nó nha mấy bạn. Tại vì mình không muốn là mấy bạn khác mà mới vô coi video có chút xíu mà thấy những cái góc bắn này hay, cho nên mình để cuối cùng. Anh em di chuyển từ từ á, bắt đầu anh em nhảy qua đây nha. Đó, nhảy qua đây xong mình ngồi xuống ra cái cục này nè. Xong rồi các anh em canh cho nó cái tâm mình nó ngay ngoài đây tí xíu, anh em nhảy qua đây. Đấy. Đứng đây núp đây bắn nè anh em. Núp đây bắn hơi bị ghê luôn á, mấy thanh niên không có để ý mình trên đây đâu. Ê hey, kìa kìa, có một bạn chạy qua kìa anh em. Chạy qua nè. Ê hey, chạy với chúng tôi hả? Đó, mình ở đây thì anh em có một điều kiện là anh em không được nhúng nhích nha. Anh em mà di chuyển một cái là nó gớt xuống liền, cho nên anh em chỉ việc đứng lên và ngồi xuống để có chỗ bắn thôi, chứ anh em không có được đi tới đi lui nha. Và anh em cứ yên tâm, tuyệt đối là cái chỗ này không có ai thấy anh em đâu. Tôi ở đây hoài luôn cho nên tôi biết, tôi lên đây hoài à, không ai thấy mình hết trơn á. Cứ việc ở đây mà đứng lên ngồi xuống vô có tầm bắn là bắn thôi. Kìa, mà thấy có thanh niên trên đó rồi đó anh em. Mình sẽ bật nhắm, mình để đây mình đợi nó luôn. Kiểu gì hồi bầu mình ra đó thì nó cũng ra nó bắn bầu mình thôi. Công đi bộ ở đậu xanh, còn có một thằng một cũng trốn nè. Đây nè, lụm gạo nè. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn. Mình xem đến hết clip mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nha.